bịch chị? Một bịch. Chị, nay em có làm, ăn đỡ mấy em về làm em nha. Kêu người ta mua hết luôn đi, người ta đi luôn. Cảm ơn chị. Con, cà nướng con. Một bịch. Ý con mèo. Cảm ơn. Dạ. Nay chị em má ngồi. Anh em nói nay cà mắc quá, với lại nhiều người bán quá. Anh em kêu là thôi bán trái cây đi. Ủa ba về hả? Về đi để mưa. Dạ. Hả? Gì? Con nghe. Tạm thời. Ê mưa. Mưa rồi. Chụp vô uống vô quá. Nhiều hơn rồi đó. Dạ. Hồi tối em lấy cà nhiều lắm. Dạ. Đi vô cái có cà Đà Lạt nè, em lấy nhiều. Chị một. Dạ 20. Đi tới đâu là dông bão tới đó. Em cảm ơn chị yêu nhiều. Mừng quá trời luôn. Cảm ơn chị. Chị nha. Thì vậy cái nó có sao tiện có năm nay là mắc vậy cô? Một bọc hả cô? Cô cà nướng giùm con đi. Rồi xong nhiễu hộp. Đúng không? Mấy chục. Phỏng. Cảm ơn cô. Chị mấy bịch chị? Dạ. Bịch. Đi vòng nữa đi. Đi vòng nữa anh. Anh đi đi.
gà nướng chú. Dạ. Dạ nay con muốn làm. Mưa tiếng. Trời trong. Bên kia đen thui à. Nhiễu hộp rồi đó. Kênh gì vậy? Đi khắp. Đi đây. Hủy kênh đi khắp Sài Gòn đi nha mọi người. Cả nhà. Mua hết luôn đi. Dạ. Dạ 40 con. Dạ cảm ơn con. Tối hôm qua em đói bụng quá em cũng ăn cơm cũng ngon. Làm. Ờ không có như vậy đâu, với lại không có hút vậy đâu. Em biết sao không? Từ ngày em nổi tiếng rồi ai muốn bán cà em không thịt này nữa. Trầm trò. Duyên con nghĩ vậy không? Dạ. Không dám nghĩ đâu. Mấy chủ dừa em nói đáng lẽ là phải bán rẻ cho em đúng không, mà không bán rẻ cho em mà còn bán mắc hơn nữa. Mấy chú 10 bịch hả? Thôi bậy bạ giao hai. Dạ hai bịch. Dạ phòng. Dạ mấy bịch rồi chú? Lẽ vì nhiêu đâu làm cái như như là cái cơn gió. Có nghe rồi hả? Có nghe rồi luôn hả? Có nhanh quá. Nhanh. Video tôi cũng ở đây để tắt tất cả nghe.
hả? Mà lấy để lại bỏ túi đi này, chị làm cái gì vậy? Cho em luôn đi. Ngon lắm luôn á. Mấy bịch anh ơi? Dạ 20. Mấy bịch anh? 2 bịch. Nãy giờ bán ngới mà mua lại mua 2 bịch luôn. Dạ. Có ca nước. Hồi nãy thối lộn cho cô kia 20 rồi. 2 bịch đúng không? Mà thối cô 180. Quên. Chào bán. Tao. À. Dạ, cảm ơn. Ôi vậy hả? Nhìn thấy anh đi lại là chẳng thấy sợ rồi. Nóng cực không? Nóng. Nóng đúng không? Giờ quen chưa? Bạn quen hơn lần trước chưa? Nhưng mà nóng lắm. Ừ? Nóng lắm. Nóng hả? Có bướng hồ nướng rồi, bướng hồ ngọt nữa kìa. Ủa cả này sao nay nhìn trái nó ngắn vậy ta? Nè thầy nó ngắn rồi. Nè thầy thầy ngắn nhiều. Đấy nè thầy mà chỗ này thầy nó ngắn nhiều nè. Lấy chỗ khác á. Ở chỗ khác á. Ờ đúng không? Ở đâu? Em không biết nữa.